Sau khi công bố bản cáo trạng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi cho biết chị của ông Nguyễn Minh Phúc, 41 tuổi, tên thường gọi là Thích Tâm Phúc, đã nộp khắc phục số tiền 70 triệu đồng. Trả lời hội đồng xét xử, ông Thích Tâm Phúc khai không quen biết từ trước với ông VV. Lần đầu hai người gặp nhau là do ông V đến nhà ông Phúc để nhờ lo thủ tục tách 420,3 m² đất ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của bà HT thành hai thửa. Ông Thích Tâm Phúc nói sau khi nhận lời V thì lên mạng tìm người làm dịch vụ nhà đất để tách thửa và ông Phúc cho rằng không biết những người làm dịch vụ này làm giấy tờ giả. Đối với bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo giả, ông Thích Tâm Phúc nói giữ để làm kỷ niệm. Viện Kiểm sát truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cách thức là lên mạng làm giấy tờ đất giả để chiếm đoạt 70 triệu đồng của bị hại có đúng không, có oan sai gì không? Đại diện Viện Kiểm sát hỏi thì ông Thích Tâm Phúc thừa nhận cáo trạng truy tố đúng và không oan sai. Tôi đang học 4 trường đại học, trong đó có 3 trường là Đại học Kinh tế, HUTEC và Đại học Mở đang học chưa lấy bằng tốt nghiệp. Mong hội đồng xét xử cho mức án nhẹ để sớm về tiếp tục đi học và lo cho mẹ già, ông Thích Tâm Phúc trình bày bổ sung. Được chủ tọa hỏi ý kiến, người nhà ông Thích Tâm Phúc gào khóc, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho ông này. Trình bày luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Về tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trước phiên tòa thì người nhà đã nộp 70 triệu đồng khắc phục hậu quả. Từ những lập luận trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phúc từ 3 đến 4 năm tù về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và từ 2 đến 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nói lời sau cùng, ông Phúc nói ước mơ của mình là lấy bằng tiến sĩ và xây một ngôi chùa để tu tập, đồng thời xin hội đồng xét xử cho sớm trở về để lo cho mẹ.